Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Bằng sẽ đưa mọi người đi một cái chợ rất là rẻ, giá rất là tốt luôn. Bởi vì chợ của Bằng coi báo ở trên báo á, thấy cái chợ này sale rất là rẻ luôn. Nên là tụi mình muốn đi thử cho biết. Nên là muốn đưa mọi người tới đây và giới thiệu cho mọi người biết luôn. Chợ này tên là Super King. Đối với mình thì hơi xa đó, bởi vì nó nằm cách nhà tới khoảng gần 15 phút lái xe lận. Đây, phía sau lưng là chợ Super King nè. Đây mọi người, Super King. Yeah. Bây giờ thì mình đang đi vô trong. Thấy chợ này rất là đông đúc, mà không biết là đó rẻ đúng như trên báo giới thiệu hay không nữa. Thấy cái gì cũng rẻ hết, thịt cũng rẻ, trái cây cũng rẻ nữa. Wow. Bây giờ mình đi vô bên trong của cái chợ Super King nè. Trời đông cái gì. Yeah. Cái này là wood đó mọi người, 69 cent một phao. Sao nhiều cỡ quá ta, có lớn có nhỏ có luôn. Dưa hấu thì 99 cent. Hả? Ok, cái nào? Cái này hả? Ui dạ, xa vậy. Trái á. Trái hả? Ừ. 2 đồng. 3 2 trái 3 đồng. 2 là 2 3 đồng 2 trái. Uh-huh. Yeah. Mình được cái to. Trái to trái nhỏ gì cũng được hết. Như có một con. Trái to trái nhỏ gì cũng 2 trái 3 đồng. Mua về để làm mứt á, ăn với đá bào, cho với rau ăn đá bào. Có trái nào nữa ba? Muốn lấy trái chín hay trái xanh? Trái chín đi. Chín hả? Trái chín. Trái nào cũng được. Ở trong nó có mấy đứa chín mà trong sâu sao mình lấy được. Ừ, lấy trái này được rồi nè. Thế nào? Đây cũng ok. Đó, này cũng chín rồi nè. Ok. Ăn lê nè hả? Lê Nam Phi hả? Không biết lê gì luôn. Dạ. Phải không? Đúng rồi. Cứng vậy ba? Mềm lắm. Mềm. Mềm hả? À, cũng có mấy trái hơi cứng. Ok, nè, lấy mấy trái này đi. 1 đồng 49 một phao. Nhưng mà để nó hơi mềm, để nó kiểu mềm á. Dạ, lấy mấy trái ăn thôi. Cứng. Có người thích ăn cái này ăn mềm, có người thích ăn cứng. Bằng thích ăn nó giòn giòn. Ok, mấy trái thôi. Trái này là trái bưởi nè. Trái bưởi này Bằng ăn rồi, không có ngon mọi người. Nó đắng đắng sao? Mít này là 99 cent. Cái đó là của Ủa? Mít 69 cent một phao. Thôi tuần trước mới ăn mít rồi, tuần này không ăn nữa đâu. Mới ăn mít rồi tuần trước. Vô mày vô mua dưa lê. Có cái lê đó giống không vậy? Khác, khác loại. Thôi mình lấy lê đó đi. Đây là chuối. Ủa số 2 là 99 cent nghĩa là sao? 2 phao 99 cent. Ồ, 2 phao 99 cent. Hai phao 99 cent. Ok. Cái này là nho mọi người. Nho nè. Nho nhìn không được ngon cho lắm ha. Nho nhìn không được ngon cho lắm. Bằng rất thích ăn nho. Nhưng mà nhìn nho không được ngon cho lắm. Ok. Thôi mua cái khác đi. Dưa leo. Cũng 99 cent 2 phao. Dưa leo nhìn ngon quá ha. Dưa leo trái nhỏ xíu nhìn ngon quá. Lựa mấy trái nhỏ nhỏ này nè. Không phải lựa mấy trái to hơn xíu để mình làm cái gỏi
khủng. Dạ hả? Ở bên kia có cái trái gì giống trái nho quá ta. Ba đây bển nha. Ok, qua đây quay cho mọi người coi nè. Lá nho cũng bán luôn ta. Lá nho người ta bán làm gì trời. Đây lá nho mọi người. Không biết làm gì nữa ta. Cái này là mận, mận đen. Trái này trái gì vậy? Còn nhìn tưởng trái nho từ xa nhưng mà không phải trái nho. Đây là trái mận nhưng mà mận gì á, không biết này mận gì nữa. Lần đầu tiên mới thấy. Cái này mận gì á em ơi? Nó ghi là mận, mà không biết mận gì. Nhìn giống táo Tàu quá. Ê, giống giống trái táo Việt Nam mình quá ha, táo dai á. Cái này cái chua nha, sao thơm á, mận chua á. Mận chua hả? Ừ. Trời, trái mận gì lạ. Này trái lụ. Lụ đây. Lụ cũng 4 đồng một phao, không biết rẻ hay mắc, bạn không biết, không rành lụ. Cái này là hạt hướng dương. Mấy cái này ở nhà bằng nhiều lắm. Tại vì tụi mình thích ăn mấy cái hạt này. Mấy cái hạt này nè, ăn rất là tốt nha mọi người, tốt cho sức khỏe lắm. Cái gì? Em nói gì? Nho khô hả? Ồ nè, tất cả các loại hạt nè. Có 1 đồng 49 cent một phao thôi. Cái này 7 đồng mấy. Cái này là nó mít chung cái gì đó. Sao? Em nói sao? Xôi nè 69 cent. Mua mấy trái ăn. Xôi nè ăn ngon mà. Ừ. 5 trái 2 đồng. Ok. Rồi. Vợ bằng nói ở chợ Starrot cái xoài nó rẻ hơn. Đây là blueberry. Blueberry organic 4 đồng. Rồi. À, táo. Táo là 99 cent một phao. Cái này thì 2 phao mà có 99 cent. Bơ nữa. Thanh long nè em. Bình thường thấy em thích ăn thanh long lắm hả? Ngọt lắm. Cái thanh long vàng này cái hộp rất là to mọi người. Mà ăn ngọt với đường nữa. Ngọt nghe nha. Hồ cam đỏ nè. Rồi có 69 cent nè. Hồi đó mình đi cái chợ gì mình mua nhiêu quên rồi. 5 đồng phao hả? Trời ơi, mình bị gạt rồi. Hôm bữa đi cái chợ trời á, mua 5 đồng một phao. Này nó bán có 69 cent phao à. Cà mau nè. Ok. Ngon mà. Nó nấu canh ngon. Rồi rau mà chất quá trời ha. Quá trời rau. Đây bắp kìa. Bắp 2 trái 1 đồng. Đây là đu đủ nè. Đu đủ to kìa. Món này mấy ơn thích lắm. Broccoli. Đây là cái cải. Miếng này kêu là cải gì ta? Con cải xanh à. Đậu bắp. Đậu bắp nhìn không ngon ha. Hơi đen. Cái này là trái gì vậy ta? Không thấy để tên ta. Bạn không biết trái này luôn.
nhà hiều. Cái trái nè, nhìn lạ quá ha. Chợ này bán nhiều cái món lạ trời. Không biết ha. Không thấy để giá luôn. Nhưng mà không ngon, nhìn đâu bác không ngon. Ok. À, chuối sim. Thì là cái này ăn chả cá ha. À, nấu riêu cá rồi ngon. Phần thô. Đây, ok, con qua cho, con đẩy qua cho. Ừ. Nó có ngò, để con ngò, con ngò. Cái này là cây cần hả? Không, cái này ngò mỹ á, cái mà uống với người khác sẽ mệt đó. Ồ. Không biết cái này cái gì là gì. Hình như cái này... ăn có cá sơ mình, xây ra ướt cá sơ mình. Đúng không? Ừ. Nhìn giống cái cần ha. Ok, cái này là ngò ngò rí, 4 bó có 99 sen à. Trời ơi, ăn mệt nghỉ luôn á. Chợ đúng rẻ thiệt. Hàng nhiều quá trời người luôn mọi người. Nãy giờ bạn thấy rất là nhiều người người Việt của mình ở đây luôn á. Mấy cô chú đi chợ chắc có thể là biết chợ này rẻ. Hả? Salad ăn với gì? Cuốn bánh tráng hả? Không, em muốn mua rau cuốn bánh tráng ăn cũng được. Hả? Hành này không ngon. Cái này ăn sống được không? Ừ. Cái này ăn sống hả? Củ dền hả? Củ cải không? Cà rốt hả? Nó ghi là cà rốt. Không, cà rốt làm đây. Ờ. Mẹ với Ray đang lựa rau. Cái này là salad. Cái salad cho nó ăn cho nó mềm nha. Ok. Cái này của ba này, ba có 69 cm ở nhà còn. Đấy hả? Ừ. Bằng thích ăn salad này hơn. 69 sen luôn. Coi chanh có rẻ không? Ba trái đồng hả? Ba nha có. Mùa này hình như chanh mắc. Ừ, cái tên gì lạ ha. Nhìn giống trái sambuche mà trái bự. Đúng rồi, nhìn nó giống trái sambuche ghê á, nhưng mà là phiên bản to hơn. Sambuche siêu to khổng lồ. Hành bô rô. Ok. Trời, bán dừa khô luôn nè. 1 đồng 69 sen một trái dừa khô. Dừa khô. Nấu chè hết ý luôn. Đây là bơ. 79 sen một trái bơ. Gừng. Em mua gừng hả? Gừng là 1 đồng 49 sen một phao. Ồ, có cà tím trái nhỏ kìa. Mua bên chợ đông rồi. Dạ hả? Ừ. Thường mấy cái chợ ở bên đây á, nó có cái một số thứ nó rẻ, nhưng mà bù lại cũng có một số thứ nó mắc. Thì mấy cái chợ kia nó ngược lại, nó cũng có một số thứ này rẻ, cái một số thứ kia mắc. Wow, đậu que kìa. Cái chợ này sao rau nhiều vậy ta? Cái hàng rau của nó này mọi người, từ đây nè. Dài qua tới bên đây luôn.
qua đây là hàng trái cây, ở bên kia là hàng mấy cái gia vị mà cay á, để nấu lẩu, nấu súp được. Một cái cà chua này nhìn đẹp quá vậy, nó ra nguyên một chùm luôn kìa em. Bắp cải này là 2 phao 99 sen. Ớt to. Ớt này á, anh cắt ra xong anh nhét chả cá vô. Em, cái cà chua nhìn độc không? Nó dính trong cái chùm nè. Cái cà chua này nằm trong cái chùm luôn rồi. Nấm hả? À, mua đi làm thử ăn coi. Nấm xào dầu hào. Mua vỉ này hả? Ăn với steak. Mua loại vỉ này hả? À. Cái rau này rau gì nhìn lạ ta? Mọi người biết rau gì không ta? Bằng cũng không biết cái rau này luôn á. Phải không? Phải rau sam không? Giống rau sam ghê. Nó lạ lạ ha. Mua hai vỉ này được rồi ha. Ờ à. Tỏi lột sẵn luôn. Tỏi lột sẵn nè. Bán giá luôn, y Việt Nam luôn. Ồ, có giá nè. Ồ, từ chỗ này nè mọi người tới bên kia là tất cả các loại ớt luôn. Bây giờ quay cho mọi người coi nha. Vườn quốc ớt. Quá trời ớt luôn. Ớt dữ ta. Đây, tất cả các loại ớt luôn. Qua đây là ớt chuông. Này giống nghệ quá hả? Em có bán nghệ tươi luôn kìa. Nghệ tươi. Xương rồng. Cái món này bằng thấy người Mỹ họ ăn á, nhưng mà bạn không biết ăn cái món này. Họ ăn cái xương rồng này nè. Cái này là hà tỏi. Tỏi nhiều à? 99 sen một túi không vậy á? Một sâu. Hả? À, một sâu. Một sâu 99 sen. Được 5 củ. Pickle bên đây nè. Ồ, cái này là bự rồi. Bự lắm, pickle. Ờ. À, cái loại này hả? Cái loại này, ô, cái này có đồng mấy hả? Hả? Cái loại nhỏ này ăn ok á. Loại này vừa hả? Ừ. Cái này nhỏ xíu luôn hả? Cái này quá nhỏ, ăn không có cảm giác luôn á. Cái này nhỏ. Cái này hả? Ừ, cái này được nè. Trời đó chắc ok em. Một khẩu hay hai khẩu? Một khẩu thôi. Cái chợ Super King này ở gần đi đâu Sài Gòn nhất chỉ có hai cái thôi mọi người. Một cái nằm ở Santa Ana, còn một cái này đang là ở gần South Coast đó mọi người.
Chà Là. Wow, chợ này cũng sạch ghê á. Cái này muối hả? Hai hũ một đồng. Thôi mua dừa thôi. Mua hai hũ thôi ha. Mua hai hũ được rồi. Hai bỏ vô bồ. Thôi, mua hai hũ được rồi. Mua chi nhiều. Đi. Muối này mà cũng ít xài lắm. Ừ, khỏi đi. Cái gì dọc lên trên đó, anh con mua cá. Vợ bằng coi báo thấy chợ này sale rau với cá. Tụi mình sẽ đi mua con cá chim trắng về cuốn với bạc rồi nướng, cuốn bánh tráng ăn. Em mua rau chưa để cuốn bánh tráng với con cá chim trắng chứ? Ok. Ở khu trong này là họ bán rượu nè mọi người. Quá trời rượu luôn á. Rượu và bia rất là nhiều luôn. Họ để riêng một cái khu. Bởi vì mình có bé nhỏ nên là mình không có vô trong được. Ok, bây giờ đi xuống khu bán thịt. Tôm. Tôm càng xanh nè. Tôm. Không phải, này tôm thường, tôm sú hả? Sú thường. Tôm lột sẵn. Đây là cá chim. Cá chim vàng hả? Đây là cá chim vàng. 3 đồng một phao. Cá chim vàng. Có nè, anh thấy người ta đang làm á. Ok, bây giờ tụi mình sẽ mua cá chim vàng về nướng giấy bạc, cuốn bánh tráng. Ủa sao vậy? Phải lấy số hả? Mình phải lại mình lấy số rồi mới vô mua á, giống như là ship hàng vậy đó. Tôm. Okay. Đây là cá hồi. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Kéo khẩu trang lên con. Kéo khẩu trang lên. Cái này là họ đã chế biến sẵn rồi đó. Ướp sẵn luôn rồi. Con này là thịt tươi. Một cái bẹ sườn heo này nhìn ngon quá ha. Nhìn bộ ngon. Thịt bò tươi.
cái này là thịt thịt heo. Hả? Chui gà hả? Chui gà. Ba đồng một dĩ đùi gà. Trời quá trời luôn, chắc cả mười mấy cái đùi gà. 13 cái đùi gà. Cái đùi gà nhỏ nhỏ. 13 cái đùi gà mà có 3 đồng 80 sen nè. Có 69 sen. Một phao. Cũng vậy à, tại vì xếp cái chân vô. Ờ, nhưng mà cái đó nhỏ hơn cái này rồi đó. Ờ, cái đó nó nhỏ hơn. Cái này ha. Ờ. Quay đi. Mấy cái đùi gà. Mấy cái có được rồi đó. Nó có một cái khu bán bánh riêng đó mọi người. Tí xíu nữa mình đi qua khu đó luôn. Coi bên đó bán bánh gì nha. Không? Chắc vậy. Nó hơi khô, nó cái này cứng. Cái này vừa cho kỳ vừa đồ, cái có phải cho kỳ không? Cái bánh sandwich này nhỏ vậy. Cái bánh sandwich có chút xíu. À, chi cá xăm móc xăm mà cái này là chi lê mà nó bỏ ôi ồ trong này luôn nè. Đây là xúc xích đang coi mình thơ mình có bán hơn nhiều thơ thầy thơ thì chết thơ thì mình thơ. Mấy món này thì bằng không thích cho lắm. Nhìn là thấy mập rồi đó. Nè. Đó một siêu đồ là cái mà cậu Tú hay ăn á. Cậu Tú hôm bữa cậu Tú ăn đó. Đó thì anh nói nè. Sushi. Sushi. Đây là sushi. Sushi làm sẵn luôn. 5 đồng một hộp. Đây là bánh. Đây khu bán bánh sandwich rồi thôi. Thank you.
có bánh mì que nè em, phải không? Nhìn giống bánh mì que Việt Nam á ha. Có lẽ là vậy. Ok, thôi bây giờ đi ra tính tiền thôi. Mua hết rồi đúng không? Bánh quy. Bánh quy. Ok, họ đi ra. Rồi, đi ra tính tiền thôi. Dạ. Một cá ba cột đây nha. Ra luôn. Rồi. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.